Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Tổng thống Belarus từng hai lần cảnh báo Trung Quốc nơi đề phòng. Tổng thống Lukashenko cho biết từng cảnh báo Trung Quốc nơi Prigozhin đề phòng những mối đe dọa đến tính mạng hai lần trước vụ rơi máy bay. Lần đầu tiên là khi tôi gọi trong ấy để đàm phán trong lúc lính Wagner hành quân hướng về Moscow. Hãng thông tấn Penta của Belarus ngày 25 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kể về thông điệp cảnh báo gửi tới ông Trung Wagner Vini Rigozhin. Tôi nói với ông ấy, Vini, anh có hiểu rằng anh đang đưa bản thân và lính của mình tới chỗ diệt vong không? Tổng thống Lukashenko cho hay. Ông ấy khi đó vừa trở về từ chiến trường và trong cơn bốc đồng, ông ấy trả lời, vậy thì tôi sẽ chết. Trong lần nói chuyện thứ hai với Rigozhin, lãnh đạo Belarus đã cảnh báo phải đề phòng mối đe dọa đến tính mạng. Tổng thống Lukashenko nói với Trung Quốc nói rằng ông sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cam kết sẽ đảm bảo an ninh đầy đủ cho Rigozhin ở Belarus. Nếu ông đang lo sợ điều gì đó, tôi sẽ nói chuyện với ông Putin. Chúng tôi sẽ đưa ông tới Belarus và đảm bảo an ninh đầy đủ cho ông. Nhưng Rigozhin chưa từng yêu cầu tôi lưu tâm đến vấn đề an ninh trong ấy, Tổng thống Lukashenko nói. Theo lãnh đạo Belarus, ông Rigozhin cũng chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu đảm bảo an ninh nào trước đó. Tôi không cần phải đảm bảo cho ông ấy. Các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không bao giờ tập trung vào vấn đề này. Lukashenko cho hay, Dmitry Utkin, phó tướng thân cận của Rigozhin, cũng có mặt trong cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cuộc trao đổi thứ hai diễn ra ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Ông Lukashenko từng đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận kết thúc vụ Wagner nổi loạn ngày 24 tháng 6. Các thành viên Wagner không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, được miễn tố và sang Belarus cùng ông Rigozhin. Sau khi tới Belarus, Wagner tham gia một số hoạt động huấn luyện và diễn tập với quân đội nước này. Tổng thống Belarus nêu thông tin về hai lần cảnh báo Rigozhin 3 ngày sau khi Trung Quốc nờ được xác định có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay rơi ở tỉnh Vơ, miền Tây Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 8 gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay, trong đó có thành viên Quốc nờ. Ông đề cập đến Rigozhin ở thì quá khứ, nhưng không xác nhận Trung Quốc nờ đã thiệt mạng. Giới chức Nga thông báo đang khám nghiệm 10 thi thể để nhận dạng, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết. Họ cũng không nói rõ Rigozhin đã chết hay chưa. Bình luận về vụ rơi máy bay nghi chạy lãnh đạo Wagner rơi, Tổng thống Lukashenko nhận định nhiều người đang tìm cách quy trách nhiệm cho Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Lukashenko cho rằng ông Putin không thể đứng sau việc này, bởi lãnh đạo Nga rất thận trọng và bình tĩnh, nên không thể ra lệnh thực hiện hành động thô bạo thiếu chuyên nghiệp như vậy. Điện Kremlin ngày 25 tháng 8 bác bỏ lời đồn đoán rằng họ ra lệnh sát hại lãnh đạo Wagner, gọi đây là những điều hoàn toàn dối trá. Nga cũng cho biết giới chức đang thực hiện các hoạt động khám nghiệm cần thiết, trong đó có xét nghiệm ADN và sẽ công bố kết quả ngay khi có. Kế tiếp, gần 30 nước muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Zelensky nói hơn 27 quốc gia đã tham gia khuôn khổ về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, theo sáng kiến được G7 đưa ra. Tính đến hôm nay, hơn 20 quốc gia đã tham gia tuyên bố chung của nhóm G7 về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhóm của chúng tôi đang tiếp tục công việc. Tính cả các thành viên G7, hiện có gần 30 nước tham gia sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video đăng trên Telegram ngày 26 tháng 8. Lãnh đạo Zelensky cũng nhắc lại rằng Kiev đã bắt đầu đàm phán văn kiện song phương về những đảm bảo an ninh của Anh, Mỹ và Canada cho Ukraine. Nhóm G7 gồm các nước Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 12 tháng 7 tại Vilnius, thủ đô Litva, G7 ra tuyên bố chung về khuôn khổ an ninh dài hạn cho Ukraine, khẳng định sẽ hỗ trợ Kiev đến cùng trong xung đột với Moscow. Với khuôn khổ này, từng quốc gia tham gia sẽ ký thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết loạt vũ khí họ sẽ cung cấp, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.
Các nước G7 cũng khẳng định sẽ cung cấp thiết bị quân sự hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, huấn luyện cho các lực lượng Ukraine chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời tiếp tục đối phó Nga bằng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Zemak trước đó thông báo danh sách hơn 10 nước đã tham gia sáng kiến của G7 gồm Bỉ, Đan Mạch, Iceland, Ireland, Tây Ban Nha, Latvia, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Hy Lạp. Ông Zelensky không liệt kê những nước tiếp theo. Giới chức Ukraine hy vọng những thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương đầu tiên với các nước châu Âu sẽ được ký kết trước cuối năm nay. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích sáng kiến này là sai lầm và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 8 rằng các đối thủ phương Tây đang đẩy xung đột đến bên bờ vực Thế chiến thứ ba khi tiếp tục phớt lờ các tín hiệu từ Moscow. Nga hồi cuối tháng 2 năm 2022 phát động chiến dịch ở Ukraine và một trong những lý do là muốn ngăn chặn những mối đe dọa an ninh tiềm tàng vì Kiev xích lại gần phương Tây. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã lên án cuộc chiến này là hành động vô cớ. Tin tiếp theo, dấu hiệu vụ nổ trên máy bay nghi chở trùm Wagner. Máy bay nghi chở trùm Wagner xoay tròn, phụt khói trắng và vỡ thành nhiều mảnh trước khi rơi, cho thấy vụ nổ có thể đã xảy ra trên khoang. Một máy bay Embraer Legacy 600 rơi gần như tự do trên bầu trời, phía sau là một nguồn khói trắng phụt ra. Người quay video zoom vào hình ảnh chiếc máy bay xoay tròn trong trạng thái mất kiểm soát, cho thấy một bên cánh của nó đã gãy lìa. Đây là những giây phút cuối cùng của chiếc máy bay, được cho là chở theo ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Rigozhin, trước khi nó rơi xuống cánh đồng gần làng Kuzhenkino thuộc tỉnh Vơ, tây bắc Moscow, rồi bốc cháy dữ dội. Ngoài Rigozhin, danh sách hành khách trên máy bay được Cục Hàng không Dân dụng Nga Rosaviasia công bố còn có tên các cộng sự hàng đầu của trùm Wagner như Phó tướng Dmitry Utkin. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên chuyến bay đều thiệt mạng. Rosaviasia cho biết đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban điều tra Nga cũng khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định an toàn hàng không, nhưng tới nay chưa cơ quan nào xác nhận ông Trần Quốc N thiệt mạng. Tuy nhiên, trong phát biểu trên truyền hình ngày 24 tháng 8 về vụ rơi máy bay, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập tới Rigozhin ở thời quá khứ. Lầu Năm Góc ngày 24 tháng 8 nói ông Rigozhin có thể đã chết trong vụ tai nạn. Các quan chức tình báo Mỹ và phương Tây tin rằng đây là hành động cố ý. Giới chức nói rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ rơi máy bay, song nhiều dấu hiệu cho thấy một vụ nổ có thể đã xảy ra trên phi cơ. Các chuyên gia nói mọi bằng chứng tới nay cho thấy không có khả năng máy bay gặp lỗi kỹ thuật. Embraer Legacy 600 là dòng máy bay có hồ sơ an toàn rất tốt và chưa từng xảy ra vụ tai nạn chết người nào từ khi được đưa vào vận hành tới nay. Dữ liệu từ Flight Radar 24, trang web chuyên theo dõi thông tin chuyến bay theo thời gian thực, cho thấy phi cơ mang số hiệu RA-02795 cất cánh từ sân bay ở thủ đô Moscow vào 18 giờ ngày 23 tháng 8. Khoảng 11 phút sau đó, máy bay đạt độ cao hơn 8.500m và di chuyển với tốc độ khoảng 950 km/h. Máy bay tiếp tục hành trình một cách bình thường hướng đến thành phố St. Petersburg. Đến 18:19, chiếc Embraer Legacy 600 bất ngờ tăng độ cao, có thời điểm lên tới hơn 9.100m trước khi đột ngột giảm độ cao gần 2.500m chỉ trong 30 giây. Dữ liệu cuối cùng thu được từ máy bay cho thấy nó đã giảm xuống độ cao hơn 6.000m. Theo phân tích của CNN về dữ liệu chuyến bay, RA-02795 đã bay thêm 48 km trước khi rơi xuống gần làng Kuzhenkino. Giới chuyên gia cho rằng cách máy bay thay đổi đột ngột như vậy là dấu hiệu rất bất thường và phi công dường như đã cố gắng kiểm soát phi cơ trước khi rơi. Đã có điều rất khác thường xảy ra có thể khiến phi cơ giảm áp suất đột ngột như cửa bị thổi bay hay một vụ nổ xảy ra ngay dưới khoang chứa càng đáp. Khi đó, phi công phải tìm cách kiểm soát máy bay đủ để duy trì độ cao và không khiến nó rơi xuống như một hòn đá. Stefan Watkins, nhà nghiên cứu chuyên theo dõi về máy bay và tàu biển cho hay.
Rất khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra nếu không có cuộc điều tra kỹ càng. Nhưng điều có thể khẳng định là máy bay đã gặp một sự cố thảm họa nghiêm trọng khi nó bị vỡ thành nhiều mảnh khi đang bay, ông nói. Bản tin thứ tư, Nhật nói không phát hiện cá phóng xạ sau khả thải Fukushima. Tokyo nói các mẫu cá đánh bắt tại Fukushima vẫn an toàn, 3 ngày sau khi xả nước thải suốt tritium từ nhà máy hạt nhân ra biển. Cơ quan quản lý hải sản Nhật Bản ngày 26 tháng 7 thông báo không phát hiện dấu vết tritium trong các mẫu cá bắt từ vùng nước xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima một ngày trước đó. Theo kế hoạch, cơ quan này sẽ bắt cá, xét nghiệm dấu vết phóng xạ và công bố kết quả hàng ngày. Trong bối cảnh, ngư dân Nhật Bản và các nước láng giềng phản đối quyết định xả nước thải hạt nhân từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương. Ngày 25 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Tokyo, TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy thông báo mẫu nước biển ở ngưỡng an toàn, có nồng độ tritium dưới 1.500 becquerel trên lít. TEPCO cũng tiếp tục phân tích mẫu nước hàng ngày trong một tháng tới. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. TEPCO phải xử lý khoảng 1.000 bể thép chứa 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng. Ngày 24 tháng 8, Nhật Bản xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý qua một cống ngầm dài khoảng 1 km ra biển. Đây là đợt xả thải đầu tiên trong 4 lần xả được lên kế hoạch trong năm tài khoá năm 2023, với khoảng 31.200 tấn nước chứa tritium sẽ được đổ ra Thái Bình Dương. Tokyo và các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế khẳng định kế hoạch xả thải an toàn và nồng độ tritium trong nước thải không gây hại cho con người. Song một số chuyên gia và các nước láng giềng đánh giá kế hoạch còn rủi ro. Ngay sau khi Nhật xả thải, Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu toàn bộ sản phẩm thủy hải sản nguồn gốc Nhật Bản nhằm ngăn chặn một cách toàn diện các rủi ro an toàn thực phẩm do ô nhiễm phóng xạ. Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều nơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều người trong ngành đánh bắt hải sản cũng như người tiêu dùng trong khu vực đã bày tỏ nỗi lo bị ảnh hưởng bởi kế hoạch xả thải của Tokyo. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Người Mỹ nghĩ gì về ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump? Khi ảnh lưu hồ sơ của ông Trump được công bố, nhiều người Mỹ vui vì cựu tổng thống không thể đứng trên pháp luật. Số khác lại nghĩ ông là người hùng. Rafael Cruz đang ăn tối tại nhà hàng bố mẹ ở Houston thì bức ảnh hồ sơ nhà tù của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hiện lên trên màn hình điện thoại. Ồ, nó đây rồi, anh nghĩ, nhìn đăm đăm vào gương mặt của ông Trump trong ảnh. Biết trước là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy nó lại là một chuyện khác. Doanh nhân 31 tuổi, phát ngôn viên tổ chức thanh niên đảng Cộng Hòa ở Texas nói: "Tôi không nghĩ sẽ tốt cho đảng của chúng tôi nếu lấy vấn đề này làm trung tâm." Bức ảnh được chụp tại hạt Fulton, bang Georgia hôm 24 tháng 8, khi ông Trump tới trình diện với cáo buộc tìm cách lật kèo bầu cử ở bang này vào năm 2020. Đây là lần đầu tiên ông Trump phải chụp ảnh lưu hồ sơ do ông đã bị truy tố 3 lần trước đó. Crux cử tri 2 lần bỏ phiếu cho ông Trump, hiện ủng hộ thống đốc Florida Ron DeSantis, nhìn vào gương mặt giận dữ của cựu tổng thống Mỹ. Anh nghĩ ông, hàng đại tính toán trước biểu cảm để thể hiện sự bất bình. Tại Atlanta, Anthony Michael Briggs, phó giáo sư tại Đại học bang Georgia, coi bức ảnh là kết quả của một thủ tục lỗi thời trong hệ thống tư pháp hình sự. Frey cho rằng những tấm hình lưu hồ sơ nhà tù đã bị biến từ một công cụ nhận dạng thành gây xấu hổ. Hãy nhìn các bức ảnh người bị bắt mà báo chí từng đăng tải. Ngay cả khi không bị kết án, những hình ảnh như vậy có thể ám ảnh ai đó suốt đời, ông nói. Đó là một sai lầm đối với xã hội. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc cấp đặc quyền nhưng không phải chụp ảnh hồ sơ cho một người đàn ông cực kỳ quyền lực cũng có thể là sai lầm. Bức ảnh có ý nghĩa biểu tượng nhất định, cho thấy rằng không ai đứng trên pháp luật, Ray nhận xét. Ben Rick, 60 tuổi, một cử tri khác từng 2 lần bầu cho ông Trump, không có cảm xúc khi xem tấm hình. Ông chủ công ty sản xuất hàng không vũ trụ này không còn xem tin tức và cũng không còn quan tâm đến Trump. Ông cho rằng cái bản tin chính trị chính thống đang kịch tính hóa mọi vấn đề.
không ai nên bầu cho Trump hay Biden một lần nữa, Ray nói. Cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống ở Miami không xa, Richter Bena, đảng viên Dân Chủ, hy vọng nhìn thấy tín hiệu cho thấy ông Trump sẽ phải vào tù. Bena tin rằng cựu tổng thống đã vi phạm pháp luật và dẫn đầu một chiến dịch chống lại nền dân chủ Mỹ. Viễn cảnh về những hậu quả ông Trump phải chịu khiến ông phấn khích. Nhưng bức ảnh hồ sơ nhà tù của tổng thống xuất hiện cấp TikTok khiến Trump không thể mới. Bena cho rằng biểu cảm của ông Trump như một lời cảnh báo, tôi chỉ chờ ra khỏi đây và trả thù. Giống như thể bạn đang nhốt một con thú dữ vào rồng vậy, ông nói. Trong khi đó, tại thành phố Bellevue, phía đông đoan nam Texas, Edwin Hawa, 53 tuổi, chủ cửa hàng Trump Burger, nhìn vào bức ảnh và thấy một người hùng. Hawa bắt đầu mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo tựa đề Trump từ năm 2016 để đỏ lòng kính trọng đối với doanh nhân mà anh mô tả là rất thông minh và đem đến phước lành kinh tế cho Mỹ. Ông bán món bánh mì kẹp thịt với tên Trump được gắn bên trên. Danh thiếp của ông có in hình khuôn mặt cựu tổng thống. Và không lâu nữa, ông sẽ bắt đầu bán áo phông in thông điệp tự do cho Trump. Hawa cho rằng hệ thống tư pháp đang nhắm vào cựu tổng thống Mỹ để ngăn ông tái đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2024. Gina Neven, 45 tuổi, ở Santa Barbara, California, không cảm thấy vui khi bức ảnh được công bố. Ấn tượng đầu tiên của bà là ông Trump có biểu cảm giận dữ, nhưng dường như ông đang có thái độ giễu cợt. Khi nhìn kỹ bức ảnh, bà dần cảm thấy xấu hổ. Đây không phải điều nên xảy ra tại một đất nước được cho hùng mạnh như chúng ta, bà nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông thông báo để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới xin được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.